Chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ làm một clip người cuối cùng, người ra phiên bản đồ hộp nha bạn. Đây, như trong đây các bạn thấy tụi mình có nguyên một cái bao bố đồ hộp rất là nhiều luôn. Đây là gì đây? Tiếng tàu. Nói chung là mấy cái món đồ hộp mà mình lụm được trong siêu thị các bạn, vô đó thấy đồ hộp lụm hết luôn. Và có mấy hình đồ hộp mình mua trên mạng nữa. Kết quả là mình được một bao như vậy. Và lý hôm nay rất là đơn giản, có tất cả là 5 cô, nó sẽ bốc thăm. Đây, một phiếu từng người bốc. Ai bốc vô lá thăm nào thì sẽ sử dụng giống như lá thăm đó, ví dụ như là qua lượng, khiếm lượng, hoặc là bóc một hộp và ăn. Người nào còn ngồi đây ăn tới cuối cùng thì sẽ thắng cái giải thưởng 5 củ các bạn. Cho mình thấy là mấy cái hộp này nó khá là dễ ăn, đa số là chè, đào, xôm xáo, bắp, rồi ba tơi, rồi nói chung là toàn là những món dễ ăn thôi, không có cay, không có chua, không có đắng gì hết các bạn. Nên giải thưởng hôm nay là khuyến khích chơi 5 củ thôi, bởi vì khá là dễ chơi nha. Và ai muốn chơi trước? Em. Rồi, lần trước là Toàn đã thắng được xúc xích các bạn, lụm 10 củ, khá là ngon luôn. Toàn trồng xúc xích, nên hôm nay Toàn quyết định sẽ bóc trước. Và trước khi bóc thì các bạn nào chưa like thì click một phát like để cho video tăng tương tác các bạn. Do lâu quá mình chưa quay video á, tương tác nó giảm đi. Các bạn phải like mạnh tay thì phải tăng tương tác lên được. Đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những clip khác nha. Rồi, Toàn trước ha. Rồi, để xem nhân phẩm này của Toàn là như thế nào, có giống clip trước hay không. Ủa sao Toàn được hai lá hay vậy? Bóc lại em. Rồi, trước em. Đây gọi là tự chọn các bạn, tự chọn một hộp. Lá hộp này rất là thú vị luôn các em. Là mình sẽ lấy cái bao này kéo qua đây và cho Toàn nhìn thì cho Toàn đây. Toàn muốn lấy nào lấy, đúc tự chọn mà. Đúc cái đầu vô. Muốn lấy nào em? Đúng rồi. Lấy hộp nhỏ nhỏ hay hộp bự? Đúc cái đầu vô. Nhiều quá anh. Đâu. Một hộp em, một hộp thôi nha, đừng lấy hai hộp nha. Hai hộp no lắm à. 30 giây thôi. Cái này anh. Rồi, ok. Wow, Toàn rất là biết lựa đúng không bạn? Bò bít tết nha. Nghe tên thấy ngầu rồi, bò bít tết, họ đóng hộp. Rồi, tiếp theo là con dế. Tiếp theo là một lá tự chọn luôn. Tự chọn một hộp, nhưng phải hút hết nước trong hộp. Vẫn là lá tự chọn luôn. Coi, cũng lụm gì lụm mấy em. Cũng lấy gì lấy đi, ăn luôn trong đó cũng được. Quà nhiều quá. Tự nhiều quá hả? Hôm nay là mình làm ông già Halloween nha bạn. Phát quà cho mấy bạn. Ông già Halloween đây. Hủ gì vậy? 7 màu. 30 giây thôi, 9. Không biết hủ gì nữa. Ok, không biết hủ gì mà dám lấy. Trời ơi, không biết hủ gì mà lấy hủ để có hình nữa bạn. Bào ngư đóng hộp hay là cội sò điệp đóng hộp gì đó. Cái này mua tin Shopee nha, mua tin mạng nha bạn. Rồi, tiếp theo là con đại. Xem nhân phẩm con đại là có may mắn hơn không. Thêm lượt. Bóc liên tiếp 2 lá thăm. Quá đã luôn em, bóc tiếp 2 lá luôn nha. Chơi con lại. Lại nữa. Cho tất cả lá thăm vào hồn và bóc lại một lá. Để đó. Ủa, tự nhiệt lá phiếu đó mọi người chứ. Đây, lá đó hay lắm em, giúp reset á. Bóc vô mới hiệp lượng thêm lần nữa nè. Lại gực 3 tờ. Chưa 3 lượt. Chừng đó, chừng đó. Hiệp lượng. Wow, my god. Là sao? Là em tiếp tục 2 lá nữa em. Theo anh nói ngay mà reset cho nữa là ra 4 lá. Rồi. Ui là la. Người bên tay trái của em sẽ bóc giùm em một hộp. Bên tay trái của em là ai? Là Hương. Bóc giùm thôi chứ không có ăn các bạn. Rồi, Hương được phép lựa cho thằng Đại một hộp. Lựa cái đặt cũng được, tự chọn mà. Ơ, cái này nó bóc giùm lộn, cái này phải là tự chọn. Ủa vậy hả? Đây bóc giùm. Ôi rồi. Bóc giùm là không được phép nhìn nha bạn. Tự chọn mới được nhìn. Cái hộp này dài dài vậy. Rồi. Hộp chè nha bạn. Mình coi chè gì nha. Chè đậu đen mè ăn liền. Hộp chè đại. Rồi tiếp theo mở lá thứ hai lên em.
là nó cỡ em phải bốc hộp bự bự lên. Chỉ định một người qua lượt, ở đây chỉ còn hai người thôi, em chỉ định ai? Chắc cho anh Hương quá. Wow, cho Hương qua lượt. Hương được qua lượt, rồi mở lá cuối cùng lên. Thêm hai luôn. Tiếp theo là người bên phải bóc dùm một hộp. Người bên phải của em là cu dễ. Ok, dễ à, em bóc dùm là gì? Bóc dùm đó. Bự bự đó chi. Đúng rồi. Chết cha rồi. Vải hiệu đóng hộp các bạn, vải đóng hộp. Trời ơi nó bự kìa ông nội ơi, bự gấp 3 lần luôn. Thấy ác đọc chưa? À, Hương được đại cho qua lượt nên Hương không bóc. Cuối cùng, ăn. Cho qua cùng đi, lấy bằng mai. Chúng ta xem ăn có gì. Người bên trái của em sẽ tự chọn giùm em một hộp. Thì là qua đấy. Toàn á. Ờ, sẽ dọc, Toàn sẽ lựa cho ăn nha các bạn. Bên à, trái của ăn là không có ai hết rồi, chúng ta sẽ chuyển qua xây vòng. Tức là Toàn sẽ bóc cho ăn. Này là tự chọn. Là được nhìn ha. Đúng rồi, được nhìn. Tự chọn với bạn, tự chọn là được nhìn. Bóc chùm là không được nhìn, tự chọn là được nhìn. Là lạ. Nghe thấy hộp bự em. Đó. Chôm chôm. Chôm chôm đóng hộp. Quá đã luôn. Nè, chấm 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 qua Tinder nè nè. Đó. Bận y đau luôn. Cũng bằng. Ủa nó còn có cái gì đó nè. Chôm chôm nhăn dứa. Ú là lá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hôi và review từng hộp coi như thế nào các bạn. Đầu tiên là cái hộp bò bít tết của thằng Toàn nha. Bò bít tết. Mày xem mày có biết bò hay không. Wow. Cái gì nhìn nó béo ngậy quá Toàn. Sốt anh ơi. Ôi. Sốt khoai tây á. Gì bò với lại khoai tây. Cho em thử miếng bò nhỏ này cái Toàn. Thử coi Toàn. Ý như cả cái bò luôn anh. Wow, hấp dẫn ngon à. Ngon hả? Ngon lắm anh. Ờ, em không đâu cả hấp nước đúng không? Không anh. Còn Dĩ là hấp hết nước. Em bị hắc mắc cái này nè. Rồi Dĩ là nó được bào ngư nha các bạn. Mình sẽ hôi thử nha. Bào ngư đóng hộp. Bào không phải bào ngư em ơi. Còi sò điệp. Còi sò điệp đóng hộp nha các bạn. Nhưng mà phải hấp hết nước luôn nha. Trời ơi, nó nhiều kìa. Còn con này không có xảy được. Không ngon tới giọt cuối cùng. Rồi. Trời ơi, nó có hình như cái đen đen này là xịt của nó nè. Thử cái coi vậy. Rồi, quất cái coi. Cay không? Không à. Nó như à, không. Ăn cá hộp ba cô gái vậy á. Wow. Cái mùi y chang không? Cá hộp ba con gái phiên bản còn sợ đẹp. Rồi tiếp theo là cung đại là được chè đậu đen nha bạn. Ta khoan hộp này trước nha, hộp này. Hết hộp này trước hả? Đây là đại phải được hai dĩa chứ. Không sao có mà. Cái này có hút hết nước không? Không hả? Em không có cái nào hút hết nước đó. Cái này là vải đóng hộp nha bạn. Trời nó nhiều kìa, nguyên tô luôn. Có cần hút hết nước không lại? Không anh, không. Thử trái của em. Vải đóng hộp. Sao? Ngon không? Ngọt ngọt mà nó mềm. Chắc nó mềm anh. À, gục ha. Rồi tiếp theo là chè đậu đen nha bạn. Chè đậu đen với mày mè. Ủa ăn dĩa vậy hả? Anh nghĩ là ăn trong đây đâu em. Thôi đổ qua cho bạn xem coi chè đậu đen như thế nào mấy bạn. Chấm hỏi. Thì giống chè đậu trắng vậy. Làm bổ luôn em. Chè đậu đen với mè. Ít dữ là nhiều luôn ấy. Ừ hợp thức. Một ngái gì. Lợi lợi nó không có ngọt anh. Rồi ok, ít đường quá. Tốt sức khỏe. Rồi cuối cùng là cô ăn với lại chôm chôm nhân dứa. Tức là chôm chôm nhét với lại cục hôm, cục dứa vô nè các bạn. Đóng hộp luôn. Trời ơi mẹ ơi. Tô cô ăn đâu. Ăn đâu cả hút hết nước hả? Dạ không anh. Ồ vậy lấy dĩa lên đi. Hợp lý không? Hợp lý. Con cục này nè, bỏ phí. Đó. Rồi, muốn làm cục nữa cho em. Sao? Ăn cái gì chôm chôm à? Không có gì thay đổi, chỉ có nghe mùi dứa thôi. Thêm dứa. Có chua chua ngọt ngọt với dứa không? Dứa ngọt ngắt anh ạ. Dứa hơn rồi hả? Dạ. Chắc ngậm nước cái nó loãng rồi hết hay sao? Rồi ok. Rồi nói chung là vòng 1 là vòng khởi động, không có thời gian hết nha các bạn.
Vòng này toàn bò bít tết, dễ ăn còi sò điệp Trung Quốc. Đại là sẽ ăn vải và chè đậu đen, Hương ăn không khí và cuối cùng là ăn chôm chôm. Riêng cái vòng 1 này làm dĩ là nó bóc vào cái lá là phải hút hết nước luôn nha. Ăn hết cái sao nó không thể rọt cho mọi người xem nha. Không có thời gian, 3, 2, 1, bắt đầu. Mình đặc biệt chú ý tới cùng dĩ nha bạn. Coi sò điệp. Tội ơi, đang là một muỗng chầm bá vậy hả? Lại gần không rắn dĩ luôn nè, hút nước cái nè. Giọng nhiều quá hả? Ừ, thấy nó nổi lên bờ luôn kìa. Nó gắt cổ luôn á. Nó có mặn, nó ngọt gì không? Nó nghiêng về mặn nhiều hơn anh. Mặn. Đúng rồi. Vậy cái này anh nghĩ là ăn với cơm á. Ăn cơm thất bại. Che vô cơm ăn ha. Hợp lý. Còn thòn thì khoai tây rồi bò bít tết. Sao? Bò nó gục luôn anh. Y da cà ri chứ hả? Đúng rồi. Bò khá là ngon mà không cần hút hết nước em. Ăn bò thôi à. Đại thì đang ăn vải với là chè chắc đại toan nữa rồi. Nhân phẩm quá kém em ơi. Còn ăn thì nó còn khoảng 8 cục nữa là xong. Chôm chôm, nhồi dứa. Nhiều quá. Có ngọt, có ngán gì không? Nó ngọt ngắt là mình ơi răng luôn à. Nhà mình ơi răng luôn. Ừ. Ok, chúng ta chuẩn bị tua nhanh cho lẹ qua vòng 2 nha. Rồi ok, cho đại hoàn thành rồi các bạn. Vậy là vòng 1 này khá là nhanh luôn, khoảng chừng 3 phút là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đảo vòng cho em trước. Quốc em, vòng trước ăn quá trời luôn, vòng này ghé thắng các em. Chỉ định này. Chỉ định một người hiếp lượng. Trời ơi sao nó linh dữ ta. Wow. Lên bảy. Lên bảy. Em chỉ đại nha anh. Rồi mọi người đang tiêu diệt đại do nó mới vô ra được hai cái này là nó chết chắc nên ép cho nó chết luôn nha. Quốc em, cuộc sống phải là chân lý thôi mà. Chỉ định em á. Lọt qua lưng em à. Chỉ định em quốc ca tao bình thường được. Tự chọn một hộp nhưng phải uống hết nước trong hộp. Đây là lá hâm tự chọn, tức là em muốn lựa gì lựa. Ok, đem lấy ra lựa ha. Đứng dậy lựa luôn em. Rồi quốc, chắc lấy hộp nhỏ xíu. Lúc 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 bới bới bới. 9 8 7 6. Hết giờ anh tự bóc luôn á. 3. Rồi có rồi nha bạn. Một bít tớ khổ mẹ quá. Ủa giống hộp của toàn quá à. Vậy là mình hơi bị nhầm lẫn, mình mua thêm hộp nữa nha các bạn. Vậy là chúng ta có hai hộp bò bít tết nha. Đại lấy bò bít tết. Rồi tiếp theo là Hương. Xem Hương có gì. Người bên phải của em sẽ tự chọn giúp em một hộp. Bên phải của em sẽ là đại. Wow. Nói với bình thường chọn một hộp. Chúng có chọn những hộp bự nha mấy bạn. Đây đại chọn cho Hương. Này là chọn dùng Hương, lấy nào lấy. Đa số là mấy cái lá hâm hộp thôi nha bạn. Cái quái quỷ vậy. Đây là hộp cà chua boba gì đó bạn. Cà chua đóng hộp. Được anh Kim á. Nó chọn cái món không có miếng thịt nào luôn á. Lại vẫn còn một phiếu nữa nha. Phiếu này nó phải xong rồi nha. Người bên trái. Tự bóc bọc hộp nhưng phải uống hết nước. Đây hộp tay vào đây và bóc em. Không được nhìn nha. Rồi ok, hộp dây. Ba tơi thịt heo nha bạn. Ba tơi thịt heo. Vậy là dòng này đại được hai hộp nhỏ xíu à. Rồi vậy. Cho tất cả lá hâm vào thùng và bóc lại một lá. Lá hâm reset. Rồi. Này bóc vô cái lá hai lượt nữa. Đó là chuẩn bài luôn rồi. Quốc. Cái gì đây, cái gì đây? Tự chọn một hộp. Tự chọn nhưng mà phải hút hết nước. Em muốn lấy hộp nào? Đúng mặt vô luôn ha. Em được úp mặt vô luôn mà. Lấy đi. Trời cực khổ quá. Ghé ăn nhiều nhiều lên cho nhẹ bớt. Và Halloween.
Ghen nặng quá xíu. Nè học tung khựa nè, ngon nè. Tung khựa ha. Khựa nhìn ngon không? Thôi nhìn hấp dẫn thế nào. Cuối luôn. Cùng cũng lấy. Không có trải nghiệm anh. Để coi hộp gì nha, hình gì nha. Không có hình luôn. À, nếu như mình không nhầm hình như đây là con tôm á. Không biết phải hay không nữa, tiếng Trung không à, mà không có chữ Việt xuất luôn. Chắc là tôm đóng hộp. Rồi. Cuối cùng là tôm. Bóc lá bởi vì dễ chết lắm em. Tiếp theo lại là một lá tự chọn, không cần hút nước luôn, tự chọn. Bút em. Mình nghĩ là chơi này khoảng chừng 5 vòng là cơ bắp lên cuồn cuộn luôn bạn. Ginh lên, ginh xuống, ginh lên, ginh xuống. Có hộp tung khựa gà không em? Không à. Mình không hấp dẫn. Thật ra là nó một hộp đồ chung ăn ngon lắm, toàn là tôm cá đâu không. Còn mấy kia này ba tê mà ngán lắm. Cái này chắc không? Chắc. Con tò nó bóc xương hầm đậu các bạn. Đầu tiên mình sẽ hôi xương hầm đậu của cu tò. Để xem là xương hầm đậu là như thế nào nha. Trời ơi, nội ơi, cái gì đây? Chúng ta sẽ có mấy cục sườn ăn với lại mấy hạt đậu. Đậu, đậu gì mà bự cho bá từ. Đậu trắng anh. Wow. Đó. Làm thử hạt đậu trắng coi em. Ngon. Lỡ lỡ anh. Không nghe nghe gì lỡ lỡ thấy mắc cự. Rồi, tiếp theo là cu dĩ. Món này không biết gì luôn, khui ra mới biết nha bạn. Chắc là tôm em. Hồi hộp đúng không anh? Mà nhìn hình giống cào cào. Trời. Không đứng dữ hả? Yếu quá anh. À. Con bạch tuộc con đóng hộp với bạn. Vậy có phải nước không? Có anh. Không phải nước luôn. Đó, dầu không vậy? Đồ đồ Trung Quốc đa số là vậy em. Làm thử con coi, chắc em luôn á. Thôi ăn cái ở cái mình thôi được rồi. Mình. Thôi cái đuôi nhỏ này, cái đuôi nhỏ nè. Đó. Ngon quá em. Chưa. Xong lấy đũa á. Chưa xong hấp nước rồi. Trời ơi. Nó không khác gì con nãy luôn á. Mặn mặn. Mặn mặn. Cay cay. Không cay luôn, chỉ có mặn thôi em. Có gắt dầu cái gì không? Gắt dầu với mặn thôi. Gắt dầu với mặn. Rồi, nói chung là vậy nó hết. Hết với bạn Trung Quốc nha, liên tục luôn. Rồi, đại nó sẽ được rồi, ba tơ thịt heo nha bạn. Một hộp. Trời ơi, nội ơi. Wow. Oh my god. Cái này là hỏi đổ ra cho nó ăn vậy luôn nha bạn. Thử miếng ba tơ thịt heo coi em. Trời ơi, nó mặn. Mặn hả? Mặn nha. Rồi. Con này là nãy anh Toàn ăn rồi, bò tết tết nha bạn. Nói chung là bị nhầm lẫn mua hai hộp trùng nhau, không sao. Nhờ gì? Ủa sao cháu đen hơn quá. À, bò bít tết xúc tiêu. Mà tưởng mình mua trùng chứ. Ờ hình như nó ít hơn uống nước không? Không nhớ rồi. Có. Chắc có. Có hộp này đại uống nước nha. Thử miếng rồi em. Nghe tiêu quá à. Nghe tiêu quá à. Có mùi tiêu. Dạ. Rồi Hương có hút nước không? Không. Hút là chết luôn á. Chút nữa là hầm của ai hút nước nhớ nha mày. Trời ơi. Trời ơi cái này như hút nước. Cái quá giờ. Cái này là cà chua. Ủa cái này vô hết nước rồi chứ. Mấy cái này đâu có cái đâu. Mình chỉ là hút hết. Chắc đi quá. Ăn hết rồi. Sao không có gì ăn hết hả? Toàn là cà chua mà. Đại lựa học chí mạng quá. Không được, phải bán vào vòng này để dành trả hù nữa. Rồi ok, nói chung là vòng 2 này ăn không ăn gì hết. Hương thì quất nguyên một dĩa cà chua. Đại thì ba tê với lại bò bít tết. Dĩ lại tiếp tục mực Trung Quốc. Và Toàn là bò xúc đậu hả? Xương hầm đậu anh. Xương hầm đậu. Riêng Đại với Dĩ là sẽ hút hết nước. Vòng này mình bắt đầu là có mốc thời gian với bạn. Có tất cả là 4 người ăn. 3 người hoàn thành thì người cuối cùng sẽ tính thời gian. Với một hộp nhỏ sẽ tính là 3 phút. Hộp lớn sẽ là 5 phút. Nếu trong thời gian đó không ăn hết, đồng nghĩa với việc bắt buộc bị lội nha bạn. Tức là Hương phải ăn 5 phút. Nếu như mọi người ăn xong, Hương sẽ có 5 phút để ăn hộp này. Nhưng mà thấy nãy nhiều quá không? Tức là Hương phải ăn trong loại chiến đấu khỏe khăn. Ok. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúng ta chuẩn bị bóc đồng hồ luôn, ăn có đồng hồ ăn. Có à. Ok, Hương dòng này là chúng ta có thể là lội Hương rồi bạn ơi. Vì cái món thật sự rất là khó ăn.
nó chua. Nó chừng chua hồi hồi vậy, nó ủ lâu ngày vậy á. Chua sốt lên men hay sao kìa? Ở để ở chổng là để là sốt cho pizza. À, tét là pizza á, nó chua chua hơn. Hợp lý luôn, mà chẳng tràn ở đây nè. Còn Đại thì ăn rất là nhanh luôn kìa, nó ngon hả Đại? Bò bít tết sốt tiêu các bạn, nhìn cũng khá là hấp dẫn luôn. Còn vậy thì tiếp tục với món mặn mặn, hải sản mặn. Tại nó mặn thôi gọi luôn, anh phải mặn mặn nữa. Nó như con mực mà được ngâm dưới biển lâu năm đem lên vậy á. Mực muối. Dễ chọn mà. Em tự chọn mà. Toàn em thấy là lạ quất luôn. Okay. Trải nghiệm liền. Còn Toàn thì ngon không Toàn? Không, anh này không ngon. Nó cậy với béo gì không? Béo anh, nhất cái đậu. Ok, nước thịt. Thịt hầm. Toàn còn hai cục sườn với mấy hạt đậu đó là hoàn thành. Toàn không cần hấp nước. Còn Dĩ là phải hấp hết nước nha em. Lá hầm hấp nước mà. Một con vật nữa là xong và Dĩ sẽ biểu diễn cái màn hấp nước mặn lè nha. Hấp là ngày em mà. Rồi Đại đã hoàn thành, phải hết nước luôn nha. Rồi một muỗng nữa cho luôn rồi coi. Muỗng nữa. Rồi ok, cho Đại qua nha bạn. Rồi tiếp theo là bát tơi. Đó, nó đổ nước ăn luôn kìa. Oh my god. Thầy ngán quá. Sao tự nhiên lạc lòi áo đen, áo xanh không có Hương, mặc áo trắng là nó sáng chói ló luôn các bạn ơi. Mình nghĩ là sau vòng này là phải cho Hương hai đồ nha. Ủa, tạch hai đồ gì? À đúng rồi, loại Hương là chính xác luôn rồi. Hương là cái phong nền nó sáng lên cực kỳ. Người được chọn dù quá. Rồi ăn thì là dòng này không cần ăn thơm nữa, quá đã, may mắn. Rồi chúng ta sẽ đến màn gai cắn của cu Dĩ nha. Giàu quá mà. Thôi em may mắn chưa à? Đò gì vậy? Dám có ăn nổi không em? Không mặn quá bỏ em rồi. Nó tăng huyết áp lên á. Già cả rồi, sợ nhất là tăng cao huyết áp. Tóc đồ bạc hết rồi, hút cái mặn này là chắc có đi lẹ lắm. Còn cái cu Đại mặn lắm á Đại. Cái mình đang cơm ăn bánh mì, trái bánh mì rồi ăn mà. Còn Hương là chắc 5 phút này Hương xong không nổi rồi. Nhưng mà có Đại cứu Hương nè. Đại ăn đâu nổi. Vì fan đây chờ mọi người kìa. Oh. Tờ ở câu kìa. Nhiễu rồi kìa ba. Lấy đồ lao em. Nhiễu cắt đầy. Không chưa ăn nhiễu một cái giọt. Tự. Em nghe dầu mà nó dính chân lôi luôn á. Đồ ăn Trung Hoa. Đồ ăn của Pháp Sư Trung Hoa mà. Dạ, phải gọi chỉ Trung Hoa. Ok, cho Dĩ qua luôn nha. Được rồi. Ồ, chơi đẹp luôn. Rồi, Dĩ qua vòng. Toàn, qua vòng luôn. Vậy là chúng ta chỉ còn có Đại, Ba Tên Mặt Lè và Hương Cà Chua Chua Lè. Cảm thấy tim đập nhanh hơn, chua quá. Tại vì Hương thấy mặc đồ trắng khác mọi người là biết Hương vòng này là Hương phải đi rồi. Người được chọn. Tụi mình đã dàn dựng cho Hương đi rồi các bạn. Ok. Còn lòng này nữa. Chuẩn bị bấm 5 phút cho Hương là vừa. Đại quất hết hai cục đó là Hương có 5 phút nha các bạn. 5 phút mà. Đúng rồi. Dư sức. Dư sức đi dài ngủ. Có hai lá hầm nước không ai vô luôn á. Nãy giờ cứ ghi xét cái hồn kiếm mà. Không biết ai bóc ghi xét ngoài vậy. Dại nè, như em gì. Xong ai chế biến cái này, ai làm cái món này. Đó là sốt mà. Đó là hoa đây cho mình bỏ phải bỏ thêm đường á. Nó nhầy nhụa như thế nào á. Thà cho tét cà chua ăn không thì được. Dễ thương nãy giờ thấy y vậy hả anh? Không. Nó khác rồi đó. Ok, không cần hút nước. Chỉ cần ăn cái thôi. Đang cú. Không, nãy cú, nãy đang delay kìa. Nó mặn quá. Chúc phải đóng cho mấy cái ba tờ. Anh mà qua lại vòng này là em có thêm một cái hù à. Một này hai nè. Đâu em luôn đội một người mạnh nhất mà anh. Trời chơi này mình phải đội người mạnh. Chịu kìa yếu kìa mạnh. Hà đúng. Hà rằng nó bóc chỗ gì mà thịt thịt nhiều nhiều vô. Bự và bá ăn cũng được. Nó bóc cho bàn rau không. Ăn tới sức khỏe anh. Vậy hả? Còn kẻ sức khỏe. Cảm ơn các bạn. Ăn này bộ máu á. Không. Hay nè, mắc máu á, nó chùa quá. Tim đập thành thịt luôn là biết máu phải bơm thêm mà anh à. Chẳng biết giờ nhức đầu quá. Ừ, thấy ác rồi. Ghê quá luôn. Rồi, Đại đã hoàn thành.
chúng ta sẽ bấm 5 phút cho Hương bắt đầu. Mình nghĩ là Hương khó quá à bạn ơi. Thằng giấy mà. Em biết, em chỉ vậy đâu kêu nó hụt ghét. Vậy là tự hụt ráng hả? Anh kêu chi gì? Được rồi, phải kiên quyết cho hù mà. Bỏ qua mớm đây. Nhưng mà Hương chỉ có 5 phút thôi. 20 giây đã trôi qua. Nữa hả? Kiên quyết cho hù. Xuống. Rồi. À, hết rồi. Thôi dậu dậu vô nó ối luôn á. Bảo nó trồi lên rồi em muốn lại á. Đây hụt rác thằng anh tài trợ chương trình này. Nó chua quá, ăn khó lắm. Anh đã từng làm trận chiến ăn uống ăn thử món này rồi anh biết. Đại bóc trí tử cho Hương luôn các bạn ơi. Sao trong một đống gì mà nó lựa được cái lon cà chua cho Hương. Xong rồi. Thôi được rồi. Đứng dậy cho nó ăn cà chua luôn em. Dính. Một cái chí mạng. Sao review cho mọi người biết là cà chua nó ăn như thế nào. Nó rất là ngon luôn anh. Hãy nhìn tướng mắt chảy là biết nó ngon. Ê như từ nhỏ tới giờ mình cảm động mới vui và ăn được cái món nào mà ngon quá vậy á. Ok, chúng ta đã có người đầu hàng. 10 điểm trên 100. Ok, nói chung là mới có 2 vòng thôi chúng ta loại đường cô Hương. Do đại móc trí tử quá, hộp cà chua. Mình từng làm rất là nhiều những cái trận chiến ăn uống, mình hiểu cà chua nó cực kỳ khó ăn luôn các bạn. Rất khó ăn luôn, bạn nào chưa thử thì mua hộp cà chua về trải nghiệm ăn không bỏ đường, không bỏ muối gì vào. Rất khó ăn nha. Rồi tiếp theo là vòng thứ 3, Toàn bóc trước. Quán còn lá hâm chỉ định được các kiểu rất là nhiều luôn đó Toàn. Chỉ định. Người bên tay phải của em sẽ tự chọn giùm, tự chọn nha, giùm em một hộp. Bên tay phải của em chính là anh. Đùa ra là ăn nha các bạn. Đồ cho bạn ăn coi. Nè, quay cái bao gì vậy? Em được nhìn vô đúng không nhỉ? Được nhìn đi. Tự chọn mà. Wow, trời nãy giờ mới được nhìn nó quá trời quá đắt đồ luôn kìa. Quay cả thế giới trong đó coi ăn lựa gì vậy bạn. Cả một thế giới luôn. Mà ai nắm tay anh vậy? Oh my god. Đây mình chọn cái này nha các bạn. Ôi tiếng chìa khóa đó là với em dưới hộp đây. Dạ. Súp hàm xương. Súp hàm xương. Dạ. Súp. Rồi anh Toàn được một hộp súp hàm xương. Tiếng này tiếng Nhật các bạn. Đây tiếng Nhật. Tiếng Nhật. Của Nhật. Ngon đó em. Rồi giấy. Bạch cái chung đó em. Nó. Mãi là tại này. Là hộp reset. Nó cứ reset vậy ghế thì không bao giờ không còn nướng luôn các bạn ơi. Để xem chỉ có về. Tự bóc bóc á chứ không được chọn. Bóc em. Bóc bóc gì bóc. Không được nhìn nha. Không được nhìn. 9 8 7 6. Wow. Nó bị gì nó bóc vô tung quắc ghét luôn bạn ơi. Đúng là dĩ pháp sư Trung Hoa. Mình nhìn hình thì mình đoán đây là con mực ống nha. Mực ống đóng hộp. 3 vòng liên tiếp. Cứ như vàng trơn vậy. Mày biết nó mặn cỡ nào mà. Rồi người bên trái bút giùm luôn nè. Chỉ định một người thêm lượt. Ai cũng được hết rồi. Tất nhiên là anh ăn. Vậy này bóc 2 lá luôn em. Dạ, 2 lá luôn. Rồi. Người bên phải của em bóc giùm em một hộp. Bóc giùm tức là không được nhìn. Chính là Toàn, đây Toàn bóc nè. Rồi Toàn mở 2 giùm. Ủa? Không. Người bên phải mà. Bên phải. Bên phải của ăn là đại vậy. Không nhìn em. Không nhìn. Bóc giùm mà chứ đâu phải tự chọn đâu. Ây da. Rồi, trời ơi lựa hộp bự kìa. Với em. Thôi chịu luôn anh. Có tiếng Việt đó em. Đậu butter hiệu Anna La Lisa. Đậu butter. Rồi, vui tờ giấy cuối cùng. Oh man. Quá hên. Đầu tiên là mình sẽ review cái hũ súp hầm xương của Toàn nha bạn. Không cần không hết nước đúng không Toàn? Đúng rồi. Rồi. Cái này không cần đổ ra dĩa luôn các bạn ơi. Toàn múc cái Toàn. Được.
Má, nó mặn như muối vậy. Hơn cả cái này không được. Má sao nó như vậy? Vậy hả? Má hả? Má. Má. Đúng mà, múc càng nhiều nó không mặn anh. Không có, không có. Nè mấy bạn, cái này là súp hầm xương á. Nấu súp á, nấu có nước không mà không có cái luôn nha. Mình đang thử luôn nha. Em hiểu không biết anh rồi. À, giống như các bạn ca biển á, hút miếng nước biển vậy á. Nó mặn y vậy á. Nhưng mà nghe tí bột ngọt hạt niêm và các kiểu. Mình nghĩ là cái này nếu chan cơm thì chắc ăn được, chứ ăn không thì bó tay. Và tôm. Wow, hợp chí mạng thiệt. Nói chung là Toàn đã chọn chiến thắng tàu lọc khán giả chứ bạn, chứ không chơi nữa. Rồi chúng ta đến với người tiếp theo là cô giấy mực đóng hộp. Này không có hút nước nha. Không hút nước luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Tạo cho nhiều nha. Đừng có từ Trung Hoa luôn. Tao tao đem mình đây. Ừ còn em. Cho coi chút xíu à. Thôi ăn, mình đâm. Tợ, không khác gì con nãy luôn á. Ba con liên tiếp y chang nhau luôn anh. Nó chỉ mặn thôi hả? Nó mặn mà gắt dầu nữa. Mặn mà gắt dầu thôi. Đúng rồi. Ok. Như như mới lấy dưới biển lên mà nước vậy á. Ok. Rồi, đại dòng này không ăn gì hết. Và cuối cùng là ăn với món đậu bách tơ. Vui luôn em. Đậu bách tơ lai em. Ồ dạ rồi, cái giống như cái sốt bò hầm của ông Toàn quá à. Giấy 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 tài đợi chứ tình ai. Trời ơi, nhiều, nhiều đậu vậy. Rồi thử hạt đó em. Dạ. Yeah. Ngon em, đậu bách tơ lai. Hạt nữa, hạt nữa. Năng diễn ra lợ lợ không? Có béo, có hơm gì không, có ngọt gì không? Ăn giống cái củ gì quên rồi đó. Ăn giống hoa lan vậy á. Mà bỏ đựng ngọt là được. Cái bạn này nó không có ngọt. Dạ không ngọt. Nó lạc nhát rồi mà mùi giống hoa lan hả? Rồi ok, dòng này là chỉ có ăn và dĩ. Ăn thôi. Hộp cô ăn khá là lớn nên nếu dĩ ngoài hầm thì ăn sẽ có 5 phút. Ok. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Mình nghĩ là dòng này dĩ ăn nó sẽ chậm bởi vì khá là mặn nha. Còn ăn thì nó khá là ngán. Ăn có nhấm chốt nó ngọt. Ngọt. Dạ. Rồi, tình hình là ăn đã hồn hết vô họng rồi nha các bạn. Chuẩn bị le lưỡi ra là bấm 3 phút cho cô Dĩ. Nãy mình tưởng đâu Dĩ ăn nhanh để ép ăn 5 phút. Kết quả là ngược lại nha. Món cô Dĩ khó ăn lắm hả Dĩ? Không khó ăn anh mà nó mặn quá. Mặn. Đúng rồi. Cái này nó mặn hơn mấy món trước nhiều luôn. Em sắp có 3 phút để ăn rồi đấy. Không, ăn le lưỡi không nổi rồi, nó dồn một họng luôn rồi. Rồi ok, em lấy đồng hồ bấm cho Dĩ 3 phút. Ok. Ăn ngoài thành nha các bạn, ăn sẽ bấm 3 phút cho Dĩ. Mình nghĩ là có hỏi xem ngoài thành. Do nãy giờ nó mặn quá, nó ăn chậm thôi chứ được thời gian ép buộc là nó sẽ ăn lẹ rất là nhanh nha. Rồi có đồng hồ nha. Rồi khoảng 2 phút thì Dĩ nó đã dồn hết về trong miệng luôn rồi nên mình quyết định là tính cho nó qua luôn nha các bạn. Tại vì nhai 2 phút là quá dư sức rồi. Ok, đến vòng tiếp theo luôn. Rồi ok, chúng ta đến với vòng kế tiếp. Vòng này là ăn tướng với bạn. Có 2 lá tướng nữa các em. Dạ. Mà vẫn chưa ai bóc được á. Em nghe đó anh nói rất là nhiều rồi. Nhưng mà vẫn chưa ai bóc được. Như là bây giờ em sẽ bóc được. Wow. Chỉ định một người cùng mình uống nước. Lựa cái 2 lô nước giống nhau. Lấy anh bịch đó Toàn. Vừa mới nói là ăn đã bóc được luôn rồi. Người ăn được chọn. Wow. Đó, có nước anh đào với nước dâu rồi em. Uống nước đào hay nước dâu? Này, anh nhìn nước dâu rồi. Uống nước dâu.
tại hiểu rồi. Đây Rang nó quyết định là chọn hai hộp hai lon nước dâu các bạn. Và em chỉ định đại. Rồi ok. Đại và Rang. Rồi tiếp theo là đại bóp em. Tự bóp một hộp nhưng phải không hết nước. Tự bóp tức là không được nhìn. Thò tay vô bóp em. Để coi cái gì có tiếng chuyển hóa từ từ. Cá chiên đóng hộp hiệu Thái Lan nha bạn. Đây, cá chiên đóng hộp. Nhìn con cá nè. Cá chiên đóng hộp, quá ngầu luôn. Vậy trời lựa, nãy lựa kìa. Vô là phát sinh xung quanh. May mắn không nào. Người bên trái làm đại luôn á. Người bên trái sẽ tự chọn. Tự chọn nha, tức là được quyền nhìn. Đại, lựa cho anh vậy. Nhìn được em, được quyền nhìn em. Dạ. Cảm ơn anh. Sao? Thôi em đã có lựa chọn rồi. Ok. Tiết diện đâu ta? Chơi hả? Đậu đỏ. Đại đã lựa cho anh vậy một hộp đậu đỏ rất là bự đi bạn. Đậu đỏ. Ok, mình sẽ hôi hộp đậu đỏ của anh vậy nha bạn. Rồi. Oh my god. Rồi hên, chưa dính á. Anh dính rồi, dính trưởng rồi. Bắn thằng Lâm. Rồi, để đó là để vô hộp vô cái giấy luôn. Rồi, dứt. Rồi, vậy hộp đậu đỏ, ăn thử muỗng của em. Không cần hút nước hả? Ok, sao? Còn không? Lợ. Mày ngắt rồi. Từ cái hộp đậu nó có bùi chát chua vậy đó. Nó bùi béo ngậy rồi. Vậy hả? Xong hả? Đúng không? Tại biết nghe lợ nhiều hơn như anh bỏ đậu đỏ vô anh luộc vậy. Ồ. Rồi, tiếp theo là cu đại sẽ có cá chiên hiệu Thái Lan. Mất nhỏ. Ít đồ. Ủa? Đúng chắc cá chiên luôn rồi. Trời ơi, nó cứng ngắt luôn kìa. Húp hết nước luôn nha. Đại đừng là không húp hết nước nha bạn. Thử miếng của em. Cục này nè, cục này nè. Cho nhỏ. Sao? Giống cá hồi anh. Giống cá hộp ba cô gái. Đúng rồi, cá hồi, cá hộp á. Có mặn không? Mặn mặn rồi, mặn với cơm ngon á. Ồ, hợp lý với bạn. Đây đây đây, mình sẽ quảng cáo miễn phí. Đây, cá hộp. Cá hộp chiên nha, hiệu Thái Lan. Mua vàng với cơm. Quá đã. Rồi, đại có một lon nước, ăn cùng một lon nước. Mua thử cái lon review em, nước không đường, không cái gì tùm lum hết nha. Nấu uống có gia vị dâu trắng và dừa. Trắng bách thiệt luôn kìa. Dừa và dâu của em. Dừa và dâu tây. Nhiều gia. Đúng rồi, có hương y như nước cốt dừa á anh. Không có mùi dâu. Chút cây á. Nó nhạt. Mà có ngọt không? Nước này có ngọt không? Ngọt lạ lắm mà như ngọt kiểu gì á. Ngọt em không biết nữa. Mà nó y như mùi nước cốt dừa. Nghe hấp dẫn quá à. Nghe cái mùi giống như nhiên sủi mà hay bỏ vô đi quá. Cũng gần giống vậy á. Ok, vòng này chúng ta sẽ có 3 người chơi. 2 người ăn và ăn uống, đại uống nha bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Nếu như vòng này ăn chứ đại, ăn nhanh thì chị sẽ có 5 phút ra hết cái hộp đó. Cá chiên còn đổ nước cũng ngon mà. Nhiều ga. Rồi, ăn với đại hoàn thành.
Dễ còn cũng gần hoàn thành đó bạn. Khoảng 2 muỗng nữa. Vậy chắc qua luôn. Ừ, qua luôn rồi. Thỏ bấm giờ luôn. Muỗng này cũng nửa xong rồi. Ok, để đến mất thời gian chúng ta đến vòng tiếp theo luôn. Và ăn bóc chớp. Khoảng còn một lá nước em. Ồ, được rồi. Cái gì nhiều quá cũng không tốt anh ơi. À, người bên trái của em sẽ bóc giùm em một hộp bóc giùm, tức là không được nhìn. Bên trái của em chính là dĩ. Dĩ chưa ăn xong rồi dĩ sẽ bóc thêm hộp cho anh ăn rồi. Không được nhìn em, hộp tay vô em. Hộp sẽ tung hoa nè. Tung hoa luôn, hộp dài kìa. Không biết nữa, nó dài không? À, đây là món thịt ham nấu chín nha bạn. Có hình miếng thịt, rất là ngon luôn. Dành tặng cho ăn. Rồi, đại. Người bên phải sẽ được quyền nhìn vào tâm hồn và lấy cho đại một hộp. Người bên phải là vậy, tiếp tục vậy. Muốn lấy gì lấy em. Vậy đó. Không phải. Cái đậu gì chua dữ hả? Coi lựa, coi lựa. Em bắt xin Trung Hoa không? Thôi được rồi, 9, 8. Ôi, dễ ăn em ơi. Biết nữa. Cái gì? Đậu chích. Đậu chích hiệu Annalisa. Nói chung là món đậu chích nha bạn. Đây hình quả đậu chích nè. Nhìn nó khá là dị hợm nhưng mà nó cũng lạt lạt. Coi như cái đậu trắng này ăn thôi, không có gì khó hết. Em thấy là đậu là hướng về nó bột bột nhiều. Đúng rồi, bột bột ăn ngán thôi, chứ không khó ăn. Bóc vậy. Tự chọn, tức là được phép nhìn nhưng phải hút hết nước. Được quyền nhìn em nhưng phải hút hết nước nha. Trời, Trung Hoa. Trung Hoa đó là còn bọc ứng em cũng luôn em. Đây. Wow, cái ngầu hả? À, em mà biết nó cứng lắm anh. À, vậy nó tự lựa một cái hộp của pháp sư Trung Hoa luôn. Được cái là nó nhỏ vậy nên chỉ nó lựa, nhưng mà phải hút hết nước nha. Ok, khui luôn. Rồi mình sẽ khui cái hộp thịt ham của cụ ăn nha bạn. Wow. Đây là chỉ lựa cho em hả? Wow. Wow. Trời ơi, dân kìa mẹ ơi. Chú quái gì vậy? Ồ, nhìn, anh, em hửi, em nghe mùi giống mì xúc xích anh. Em làm hử mũ nha. Chứ cứ chết. Nó 9 điểm. Nó có một cái gì giống dầu dầu á. Nó ăn thì giống xúc xích nhưng mà tự nhiên có một cái phần dầu. Béo, béo có dầu. Cái dầu á anh, không biết cái gì dầu á nhưng mà nó ăn hơi tệ. Hơi tệ hả? Tệ á bạn. Good. Good. Mặn á. Rồi. Đậu chích. Đậu chích. Trời ơi mẹ ơi. Thì giống chùm ruột của bay. Hạt sen quá hả? Ừ, đúng rồi. Trong bay này nó béo hồi nhau luôn. Rồi làm thử mũ luôn rồi. Hạt sen coi đây. Không đổ nước đúng không? Ừ. Rồi hai hậu luôn quốc. Cả hạt tụ cầu này nè. Đây. Ngán. Nó không có bột mà nó nhức nhớt là sao quá liệt liệt. Ghê lắm. Rồi anh đổ cho hôn cho dễ nha. Đây. Mà không biết này hình về cái gì không có hình luôn nha. Em đọc lắc gì đá vậy anh? Bào ngư. Ủa không phải, không phải, không phải. Ủa không phải con ghẹ. À bào ngư, bào ngư, bào ngư, bào ngư. Nhưng mà phải không hết nước. Ăn luôn giỏi luôn vậy. À vậy là chỉ có 5 con bào ngư thôi nhưng mà phải mất hút hết nước cho em. Thử con luôn em. Từ 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 lên nè, quay nè. Dớt. Ủa cuối cùng vậy hả? Nửa nè, nửa nè, nửa nè. Mày là gì vậy? Ghê đúng không? Đồ tiên. Chắc sắc. Ăn được hết á, tại nay nó làm sẵn rồi, ăn hết luôn. Ăn được nhỏ luôn. Sao sao sao? Nói là bầu ngư vậy á. Ê, với bầu ngư vậy hả? Đúng rồi. Có mặn không? Không, đỡ mặn thôi ha. Đỡ mặn mấy con kia. Đúng rồi, bảo gắt dầu. Bảo gắt dầu. Không cần ăn vỏ nha bạn, chỉ hút nước thôi, không cần không vỏ. Gắt quá. Gắt dầu.
Giỏi cứ để đó, để thôi chứ. Trời, món giờ nhìn món nào cũng ngon, hấp dẫn hết rồi. Rồi ok, vòng này nếu như dĩ ăn nhanh, đại ăn nhanh thì ăn sẽ có 5 phút. Và nếu ngược lại. Sao anh không tính em ngược lại là em sẽ ăn em nhanh, đại ăn nhanh thì đại sẽ 5 phút. Em ăn nhanh, đại ăn nhanh, dĩ chỉ có 3 phút. 3 phút thôi. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Dĩ to rồi. Quái dị gì? Tự không nên thỉnh thường. Không hiểu tại sao lại có một cái lớp bên ngoài nữa. Cái lớp mỡ anh. Mỡ hả? Do cái này phải hâm lên đó, nó cái tay mỡ ra phải không? Do mình đang không có hâm lên nó có lớp mỡ. Chúng ta sẽ ghi ngán. Very good. Chỉ ăn một hộp thôi, không có hộp thứ hai đâu nha. Chắc ăn bây giờ. Hộp thứ hai nó mỡ. Trời ơi. Nó mặn tét luôn phía dưới á. Không em qua được. Món, được. Món ngon. Không hơi bỏ được phí. Còn đại. Cái này nó là sao á. Bạn làm sao ý. Khó hiểu thì chứ. Nhân nhớt nè. Nhân nhớt không có bùi lên rồi, dính cái họng á. À, nó có giống bất kỳ cái hạt đậu của Việt Nam rồi nữa. Không, không giống. Nó giống hạt sen quá à. Giống hình ha, chứ ăn là khác rồi. Nó là đậu chích nha bạn. Rồi vậy thì đã ăn được ra con bằng ngư thứ mấy rồi vậy? Thứ ba. Thứ ba rồi. Oh my god, bằng ngư ăn lẹ chứ hả? Sau 10 phút trôi qua thì ba đôi bạn vẫn không ăn nổi nha bạn. Chỉ còn nước thôi, nhưng mà nước này hơi gắt dầu mà bạn. Húp mãi không xong. Còn đại nói là cái món đậu này đẻ đi. Ăn hoài không hết. Ăn hoài không hết nha bạn. Còn ăn thì béo quá, cứ sẵn sẵn rồi không biết nè. Ngon. Ngon. Phải rồi luôn. Ngon không cho bạn ăn từ từ. Biết thì vui nè. Ta nhìn thấy em. Rồi, dĩ quan hâm. Anh đâu xa trời. Hảo hán em. Rồi, dĩ quan hành nha bạn. Vậy là chúng ta chỉ còn có hai đôi bạn cùng tiến cùng lùi. Ăn và đại. Có thể là vòng này là chúng ta sẽ có hai người này đầu hàng và dĩ thắng luôn. No, no, no. Ăn xong rồi. A few moments later. Rồi sau khoảng gần 20 phút thì đại đã chuẩn bị hoàn thành. Còn ăn thì mình nghĩ là đã có dấu hiệu đầu hàng rồi em. Dạ. Sao kỹ em? Em xin đầu hàng anh. Ngon quá hả? Dạ, món này nó ăn rất là ngon nên em không nỡ ăn hết. Em muốn chờ lại cho mọi người ăn chung cho vui vậy. Thôi vậy em nên đem về nhà bỏ tủ lạnh ăn dặn em. Cho mọi người phải ăn chung, ăn thử với nhau ngon quá. Anh đã từng làm đặng trí ăn uống và có ăn cái này rồi. Rồi. Khá là ngán. Vậy em xin thua. Rồi ok, ăn thua. Chịu hết nổi rồi nha. Quá no và ngán. Vậy là chúng ta chỉ còn có hai người, đó chính là cu dễ và cu đại. Vào vòng chung kết. Rồi chúng ta đến với vòng chung kết. Và vòng này là dĩ bốc trước. Dùng hết nhân phẩm. Chiến thắng game này em. Tự chọn một hộp. Có nghĩa là muốn lấy nào lấy. Được quyền nhìn. Luôn hả? Đúng rồi, tự chọn hả? Ba tơi gan các bạn. Ba tơi gan đặc biệt. Nhỏ xíu à. Rồi, đại. Wow, giống bữa toàn chứ hả? Đại là được thêm lượng các bạn. Liên tiếp 2 lá hâm. Sao nhân phẩm em mấy trận chung kết em yếu quá đại. Chịu anh ơi. Đây á. Một lon nước ngọt. Và chỉ định một người qua lượt, đâu ai đâu qua. Đâu ai đâu qua. Nên đại được một lon nước ngọt. Mấy đại. Rồi vòng này là đại nó sẽ được một lon nước. Rồi. Đổi ăn hơn. Đào đào. Dạ có. Đây vòng này đại sẽ được một lon nước đào các bạn. Nước đào có nhiều ga. Còn dĩ là được ba tơi gan. Chúng ta sẽ hùi ba tơi gan của dĩ nha. Nhìn cảm giác tới gì vậy? Chị Hoàng nghĩ anh. Thử đi em. Được. Được ha. Rồi vòng này Dĩ được hộp bé tí, còn đại thì được một lô nước ngọt. 3, 2, 1, bắt đầu. Nếu như Dĩ ăn nhanh thì đại sẽ có 3 phút. Và ngược lại đại uống nhanh thì Dĩ sẽ có 3 phút.
Ok, chung kết rồi đó. Vòng này chúng ta sẽ giết nhau bằng thời gian. Rồi, Đại Quang Thanh, 3 phút bắt đầu. Đại nó đứng lên ngồi xuống là biết là nó đã gần tới cổ rồi. Nó ngảo luôn rồi. Ok ok. Rồi. Nói chung là chỉ mới có chưa đầy 2 phút nữa là dĩ đã hoàn thành rồi. Nên mình qua vòng tiếp theo luôn. Hồn phiếu có 1 lá nên mình sẽ reset nha bạn. Và Đại bút trước. Anh đọc cho em. Dấu y như mở giọng của Toàn luôn. Chỉ định một người qua lượt. Rồi em bóc cái gì? À vậy là không có gì hết. Hai thằng bóc lại cái nữa. Và vòng này, vòng này dĩ bóc trước. Qua vòng rồi các bạn. Đúng rồi. Rồi Đại sẽ được quyền lựa dùm. Đậu Hà Lan nha các bạn. Đậu Hà Lan. Một hộp đậu Hà Lan. Wow. Rồi, Đại. Đây đọc cho. À. Chỉ định một người cùng mình uống nước. Hai lon nước bắt đầu. Rồi ok, chúng ta sẽ có dòng này là Đại sẽ uống một lon nước vải. Thằng Dĩ cũng có một lon nước vải. Nhưng bù lại Dĩ sẽ phải ăn thêm cái hạt hộp đậu Hà Lan này. Mình sẽ khui này ra cho anh chị giết thử đậu Hà Lan ngon hay không nha bạn. Ờ. Không nổi hả? Đậu đẻ. Sao gì biết hả? Đẻ gì. Rồi thử bổ các em. Sao? Vô đậu xanh quá hả? Ờ vô đậu xanh với nha. Cũng là lợi như đậu nãy mang gì không. Rồi dòng này nếu như Đại uống nhanh cái lon nước này thì Dĩ sẽ có 3 phút của cái lon nước và 5 phút của cái chén chè đó, cộng lại là được 8 phút nha. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi xong rồi. Còn quá trời à. Nó uống sắp hết nước rồi mà. Để mà còn phải hồn liên tục luôn rồi, hai muỗng luôn. Thôi đủ rồi. Rồi. Dễ chết thì thời gian các bạn. Đừng bao giờ. Rồi ok, nói chung là dễ chết vì nó cảm thấy là còn khá là nhiều, không có nào đủ trong vòng 1 phút nha. Ít nhất cũng phải còn đây. Này chắc cũng phải 5 muỗng nữa. Nó nghe không nổi trong vòng 40 giây. Không, một cuối nó ngán mà nâu quá bà. Cộng thêm cái độ ngán rồi ra rồi cái kiểu nhắm không chai nổi đúng không? Vậy là cuối cùng Đại đã bỏ được cái số nhỏ của 2-3 lần liên tiếp rồi nha bạn. Cuối cùng cũng đã chiến thắng được do Dĩ nhỏ hơn. Quả lần Đại đã chiến thắng rồi nha bạn. Đây. Phù Hỷ đã bí ra tiền. Magic. Magic. 10 tờ cho em. Nói chung là Đại là chiến thắng rồi, cũng phát biểu gì không em? À, đối với em thì cái game này khá là dễ. Tại vì em ăn thắng hoài mà anh. Yeah. Anh thấy em thua 2 đặng liên tiếp rồi. Cái đó là em đen thôi. Đen thôi, đổ quên đi ha. Rồi anh Dĩ nhỏ phát biểu cái luôn rồi kết thúc video em. Nãy giờ đi đâu hả? Đi xuống đi một chuyện anh. Có phát biểu gì không em? Vòng cuối sao? Vòng cuối là tại không đủ thời gian với lại tới lắm rồi anh. Đầy no rồi. Đúng rồi, đậu thì nó ngắn quá. Nếu cho em thêm 10 phút nữa em ăn hết không? Không, cỡ 2 phút nữa. Khoảng 2 phút nữa là ăn hết. À vậy là có thể là chết vì thời gian các bạn. Nếu như 10 phút là ăn được, còn 8 phút là không nổi. Đúng rồi. Và dù sao thì cũng thua em ơi, tại vì Đại là nó ăn khỏe hơn. Châu quá. Nhưng mà mình thấy là Đại là nó cũng tới bến lắm rồi. Nhưng mà vòng cuối thật sự là Dĩ quá xui. Được lon nước với lại cái đậu đó là tạch rồi nha bạn. Ok, tụi mình kết thúc video đây. Video hôm nay là
người cuối cùng ngừng ăn đồ đóng hộp. Bạn thích video này nhấn like, chia sẻ cho mình, nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi tụi mình ra những clip ăn uống, những clip thử thách khác nha. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn Halloween vui vẻ luôn. Biến hình.